Hello mọi người, lại là Nấm đây. Hôm nay mình đã quay lại với một chiếc video full commission. Và cũng là lần đầu trải nghiệm trên giấy Molim Duroy 300 GSM. Này là mình đã được một chị artist xinh xắn tặng cho đó. Nghe bảo là dòng giấy đắt tiền nên là mình cũng dùng khá là cẩn thận. Mặc dù là vân hot nhưng mà giấy có độ lon tốt, có tốc độ vừa phải nữa. Bề mặt giấy này thì làm mình liên tưởng tới giấy bao ribbon, vì nó cũng khá tương tự nhau. Khi tô lớp base thì các bạn nên quét trước một lớp nước nha, vì nếu tô trực tiếp lên giấy thì nó sẽ hơi khó tô. Mình tô nhiều nước á, mình blend không đều tay thì nó sẽ để lại nhiều màu. Đến lúc mà mình lay tranh thì đi nét cũng rất là mượt. Trong lúc tô thì mình đã pha nhũ vào trong màu cho nó lấp lánh, tại vì mình cũng khá là thích nhũ. Lúc này mình tô mắt nhìn nó kỳ kỳ sao á, nên là một tí nữa mình đã sửa lại. Do giấy có tốc độ khô vừa phải nên là khi tô bay sẽ rất là mượt. Bé này thì có mái tóc là màu vàng, không biết mọi người như thế nào, nhưng đối với mình tóc màu vàng và màu hồng là hai cái màu tóc rất là khó tô. Mình tô kết hợp với màu xanh dương pha lõm để tạo điểm nhấn cho tóc đồ hi. Khúc này là mình đã chỉnh lại mắt rồi nè. Giờ thì mình sẽ pha thêm một tí màu để tỉa tóc. Mình đang dùng cọ tỉa Maria, một loại cọ có giá cả hợp lý, lông cọ mềm mại và dễ đi nét lắm mọi người, và mình nghĩ là sẽ thích hợp cho các bạn mới tập vẽ. Mình sẽ để link bên dưới phần mô tả cho bạn nào cần nhé. Tóc là phần mà mình đã tô và tỉa tốn nhiều thời gian nhất, bởi vì mình cứ tỉa đi tỉa lại nhiều lần á. Đưa tranh ra nắng trội nhìn xịn sò ghê luôn. Gần đây thì mình đã tậu được một em nhũ acrylic nè. Với hộp nhũ này thì rất là tiện lợi để trang trí tranh luôn. Mình dùng để tô cái phần trang sức màu vàng hoặc nhị hoa chẳng hạn.